Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV. Vậy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Vợ chồng cầu thủ Phan Văn Đức đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và thường xuyên khoe được chồng cưng chiều hết mực, khiến ai theo dõi cũng phải ghen tị. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Sau khi kết hôn cùng Phan Văn Đức vào ngày mùng 6 Tết âm lịch vừa qua, hot girl mầm non Võ Nhật Linh thường xuyên khoe được chồng chiều chuộng. Hiện tại cô nàng đang mang thai con đầu lòng và từng phủ nhận tin đồn cứ chạy. Không chỉ dừng lại ở đó, Phan Văn Đức còn tặng vợ một chiếc điện thoại đời mới, dây chuyền vàng nhưng ngày thần tài và quà Valentine sớm một chút. Cảm ơn anh bạn thân yêu, Nhật Linh chia sẻ trên trang cá nhân. Dịp Valentine vừa qua, Văn Đức còn bất ngờ về nhà tặng vợ một đóa hoa hồng và trang sức quý. Hot girl tỏ ra rất thích thú với món quà của chồng cầu thủ. Lấy chồng xong, nói Nhật Linh sướng như tiên cũng chẳng sai. Vừa được ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai, lại vừa được Văn Đức cưng chiều hết mực. Dịp nào cũng có quà. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, mẹ bầu được tặng giày dép, quần áo đến từ thương hiệu Adidas. Thậm chí chẳng có dịp gì, cô cũng được chồng tặng cho chiếc đồng hồ hàng hiệu. Người hâm mộ cho rằng hiện vợ Phan Văn Đức và vợ Duy Mạnh là hai nàng watch được cưng chiều nhất là bóng đá Việt. Phan Văn Đức đi đâu cũng nghĩ đến việc mua quà về. Mới đây anh chàng tay xách nách mang 5kg cua để bồi bổ cho hai mẹ con Nhật Linh. Nhật Linh chia sẻ hiện cô vẫn sinh sống ở nhà mẹ đẻ vì gần nơi tập của Phan Văn Đức. Hơn nữa gia đình chồng cũng đã vào Nam sinh sống hết. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.